chào các bạn nha. Nay mình quay review cho các bạn coi cái con Rottweiler nái của mình. Cái con này thì nái mới lên thôi các bạn, nó phối mới phối hai lần là có nghĩa là cho tơ lên phối nha. Tơ lên phối. Cái con này có một cái đặc điểm là gì? Cái gọng nó rất là bự, nó mới lên thì nó chưa được cân nặng, nó chưa được tốt, nó khoảng tầm ba mấy ký, khoảng tầm ba mấy bốn chục ký, nhưng mà nó rất là cao. Đó các bạn xem chân cần ha, rất là tốt luôn. Nhìn cái tướng của nó thì như là con chó đực vậy đó. Con này mình nó mới lên giống như mình mới phối được hai lần, phối lần thứ hai ngày hôm qua. Từ mặt mũi trên tay cho tới cái dáng rất là đẹp, nó cao, một cái con chó rất đức. Con nái nó được cái dáng cao như vậy á, thì tới lúc á cái con nó rất là đẹp. Đó, thì mình review sơ sơ cho các bạn xem như vậy đó. Ít nữa con nó ra thì mình sẽ quay cho nó các bạn xem. Mỗi lần hai lần nó gọi là nó kéo mỏng rớt luôn. Các bạn xem nè, nó còn rớt luôn, rất là đẹp luôn nha. Nói chung là để con mình ưng ý mà lên nái thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Đó này, này, đây này, đây con, đây. Rút cái cỡ con này thì chưa được tốt lắm, là bởi vì nó chưa có mập. Con cái thì thường thường cho nó mập chút xíu nó tốt hơn, nó nhìn nó mánh mánh hơn, nhìn cái mắt. Còn theo mình không phải yếu tố đó là yếu tố quyết định, yếu tố quyết định là cái khung.